thứ hai, chúng ta sẽ học cách nói giỏi hoặc kém trong lĩnh vực gì đó. Sato san wa uta ga shouzu desu. Anh Sato hát hay. Cấu trúc ga shouzu desu, heta desu, với ý nghĩa giỏi hoặc kém trong lĩnh vực gì đó. Shouzu và heta là những tính từ đuôi na. Khi nói rằng giỏi hoặc kém một lĩnh vực nào đấy, ta sẽ dùng trợ từ ga. Ví dụ, Sato-san wa uta ga shouzu desu. Anh Sato hát hay. Yamada-san wa ryori ga shouzu desu. Anh Yamada giỏi nấu ăn. Chú ý, không nên hỏi trực tiếp đối phương là ga shouzu desu ka? Bạn có giỏi không? Cách hỏi như vậy sẽ gây cảm giác không thoải mái cho đối phương.